đang làm nước trộn gỏi gà. Trong đó có bắp cải và rau muống. Bây giờ mình đang rắc chanh ra nè, rắc lấy nước. Còn hành này nêm giáo phải không? Ok. Để này đi. Có muối chanh ha. Muối chanh, bột ngọt, đường. Cái này gà nấu cháo đậu xanh hả Nhung? Gà nấu cháo đậu xanh. Này cũng giống như cháo cói phải không? Ngọt. 2 muỗng ngọt. Muối chanh bột ngọt không? Dữ không? Đây là hỗn hợp để nước trong gỏi ngọt ngọt mới ngon. Quay đều để đấy phải không? Để lá hồi gà mình chín rồi đồ nó trộn. Nó không trộn trước cái nó. Ủa ớt, ớt này phải ớt rồi chứ. Đây, ớt. Ớt xay, mình sẽ đánh ớt xay vào. Ớt nhà tự làm luôn. Để cho cái nước sốt trộn gỏi của mình á. Ê, mình muốn ngon nó hái ra dạ lá chanh không? Thôi giờ này tối rồi, giờ bỏ hái vậy. Thôi dễ ra hái ra dạ lá chanh vô thơm ha. Giờ mình sẽ cắt lá chanh vô nước chấm. Mình chén trộn gỏi, mình chén nước chấm. Nó trộn gỏi thì nó lỏng hơn. Còn nước chấm gà hơn. Thì nó sệt hơn. Nguyên liệu thì cũng giống như muối, vậy. Muối đường bột ngọt chanh, để lá chanh vô thơm à. Còn cái này nó niêm với cháo. Lá chanh vô ngon ha. Rồi ha, chấm muối ớt siêu cay, siêu ngon luôn. Này chấm với gà tuyệt vời. Này thao rau muống, đổ rau muống kia, rau muống với lại bắp cải, cắt trộn gỏi ngoài. Trong thời gian chờ đợi gà chín mà quay về mọi người coi khoan, quay dùm người coi vườn chanh dây nhà mình. Tháng này lâu quá trời không thấy giá nào chín nữa là thấy lâu chín hả? Ôi cái này chả bá luôn. Nhà bông, này nhà bông quá trời. Cái bông chanh dây nè mọi người, đẹp. Bông chanh dây quá đẹp. Tôi đang thử gà tre, mà tre đá mà sẽ buộc ra không dây được. Có cho được không? Chính đó, chính nhưng mà con này mình đắt dai. Hà lột chút xíu nữa hả? Rắc củ chút xíu để cho nó mềm mềm đi. Mình hỏi xong bên rắc này. Này là rau thơm à. Rắc mình xé ra không? Rau thơm rắc trộn vừa gỏi vô thơm. Đà này có gì trộn đó cả nhà. Mình còn cải nồi với rau muống, mình sẽ trộn cải nồi với rau muống ăn với gà. Đây là nước sốt của mình hồi nãy mình đã làm. Giờ mình sẽ trộn, mình sẽ rưới lên mình trộn. Đúng ra cái này là trộn tay là thấm đều mà bá cháy luôn. Giờ này. Ngon ha. Giờ này. Món gỏi đang ngon nha mọi người. Đây à, gỏi gà của mình đã trộn. Giờ mình sẽ để cho nó thấm. Giờ này mình sẽ để thêm một ít rau thơm. Không thơm. Người ta còn hay gọi là rau cây. Để nguyên cọng nguyên lá này. Nguyên lá cho nó. Cắt cũng được, họ đi nguyên lá cho ngon. Lá vào đây nó cũng mềm xuống. Vậy mình sẽ trộn đều lên. món gỏi của mình nó thấm gia vị dành lá hương thơm á, nó đang ngập nồng nè, bay mùi thơm này nè. Vớt gà ra nha mọi người, gà chà bá luôn. Đó, mình sẽ để nguội. Giờ một hồi mình sẽ xé gà. Rồi phải cho này vô. Gà nấu cháo đậu xanh, gà tre nấu cháo đậu xanh. Đúng nè, cái niêm. Sau đây, khoan vào. Ai đi cảm ăn giải nhiệt thôi. Hành nè. Nhà tiêu, hiếu tiêu không? Tiêu nó đúng bài luôn ha. Mình nếm ra vừa ăn nè. Đúng vị miền Tây luôn ha. Công đoạn quan trọng nha mọi người, công đoạn là xé gà. Dạ mình cũng đang rửa tay sạch sẽ hay nè. Vậy bây giờ mình xé xong nha mọi người, gà có hai trứng giấy nè. Nóng hổi luôn, bốc khói luôn. Giờ bỏ vô gỏi để trộn, quá hấp dẫn. Đây là gà tre đá, nuôi cũng lâu rồi nữa, đúng mấy rồi đó, đúng dai luôn. Quá hấp dẫn không mọi người, quá hấp dẫn. Con gà con kia mốt không? Cái mốt yếu hả? Cái mốt yếu mà thịt cũng nhiều quá ta. Xé nhiều ra. Ừ, xé ra quá trời luôn nè. Wow. Thèm quá, chảy nước miếng này. Gà 200.000 nổi không nổi đó. Để xé xong hết bây giờ mình sẽ trộn gỏi đều lên cho nó thấm. Đúng rồi. Bây giờ mình đã xé xong, bây giờ vợ mình đã xé gà xong nha mọi người. Giờ vợ mình sẽ trộn gỏi cho đều lên. Gà nhỏ nhưng mà thịt quá nhiều luôn. Này trộn. Nó ngon ha. Trộn nó thấm gia vị vô là chuẩn bị là bào hơi. Với gà mình đã hoàn thành. Trộn nó đi cho nó đều đi. Em sẽ ăn thử một miếng. Ngon ha. Mà mọi người ăn với dại mình luôn. Nó sảy không phải rồi. Ăn dạ. Em thích nhất là ăn rụng. Nãy giờ trời có nhiêu đây vậy? Tối quá rồi. Thôi chào tất cả mọi người nha.